Flamingo Cát Bà Beach Resort là một trong những dự án được Flamingo Holding Group đầu tư và mới đi vào hoạt động tại Cát Bà, Hải Phòng. Theo đại diện chủ đầu tư, tập đoàn mong muốn mang đến cho Cát Bà một diện mạo mới, giúp du khách nơi đây có thể tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi, giao hòa với thiên nhiên. Để làm được điều đó, Flamingo Holding Group đang nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh mà vẫn bảo tồn được những nét đẹp tự nhiên, duy trì tiềm năng du lịch bền vững của đảo Ngọc. Tôi nghĩ rằng là con người sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà chúng ta được hòa vào cùng với thiên nhiên và trở về với, gần với tự nhiên hơn. Đối với triết lý như vậy thì khi các công trình mà Flamingo đầu tư ấy, thì chúng tôi đều mang cây xanh lên trên tất cả các không gian, lên trên tất cả mặt đứng. Gần như là khi nhìn từ xa thì mọi người nhìn tòa nhà như này trong một vài tháng tới thôi sẽ gần như không nhìn thấy tòa nhà. Cả tòa nhà sẽ như một cánh rừng và cả tòa nhà sẽ như là một vườn hoa. Đấy là cái chúng tôi mong muốn để bảo vệ môi trường, để mà mang đến môi trường trong lành và trong sạch hơn nữa. Đã từ lâu, Cát Bà được xem như một kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho Hải Phòng. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải luôn chăm lo, bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo những bảo vật quý giá mà thiên nhiên dành cho mảnh đất nơi đây, với mong muốn xây dựng Cát Bà trở thành một hòn đảo du lịch xanh và khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Chính quyền cấp huyện, đặc biệt là thành phố Hải Phòng, là chính quyền cấp tỉnh thì rất là quan tâm đầu tư và đã xác định là Cát Bà trở thành trung tâm du lịch và ưu tiên cho đảo Cát Bà là trung tâm du lịch. Bên cạnh đó là đảo Cát Hải là cảng logistics và khu công nghệ cao. Thì như vậy là toàn bộ đảo Cát Bà với 388 đảo là sẽ tập trung cho phát triển du lịch. Và tất cả những cái thuận lợi nhất với nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng và đáp ứng được yêu cầu xanh thì sẽ được giải thảo. Tức là những người dân địa phương và người dân làm du lịch nói riêng thì cũng rất là ủng hộ và đồng tình trong việc là xây dựng Cát Bà xanh. Xanh ở đây là xanh bởi môi trường thân thiện, trong sạch. So với nhiều địa phương có biển, đảo như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang thì Cát Bà Hải Phòng có phần khiêm tốn hơn. Nhưng với những bước đi chậm mà chắc, nơi đây đang từng bước chuyển mình, vừa khai thác du lịch, vừa bảo vệ môi trường trong xanh vì một nền công nghiệp không khói bền vững. Và với những tiềm năng sẵn có của rừng và biển cùng định hướng phát triển du lịch xanh, Cát Bà hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến thú vị cho các du khách thích khám phá.